Ngày 1 tháng 11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định số 329 về việc xử phạt vi phạm hành chính với công ty cổ phần phong điện Invest Đắk Đoa, số 2 với lý do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Cụ thể, công ty này gửi nội dung công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021. Với vi phạm trên số tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt công ty cổ phần phong điện Invest Đắk Đoa, số 2 với số tiền là 60 triệu đồng. Trong ngày 1 tháng 11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có quyết định số 328 về việc xử phạt vi phạm hành chính với công ty cổ phần phong điện Invest Đắk Đoa, số 1 cùng với lý do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Theo tìm hiểu, công ty cổ phần phong điện Invest Đắk Đoa, số 2 và công ty cổ phần phong điện Invest Đắk Đoa, số 1 đều có địa chỉ tại 343 B Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành phố Lai, tỉnh Gia Lai. Người đại diện pháp luật của công ty cổ phần phong điện Invest Đắk Đoa, số 2 là ông Dương Quang Căng, tổng giám đốc. Trước đó, ngày 5 tháng 8 năm 2021, doanh nghiệp này đã phát hành lô trái phiếu trị giá 448 tỷ đồng ngày đáo hạn là 5 tháng 8 năm 2026, ngày hiệu lực hủy mã trái phiếu là 2 tháng 10 năm 2023. Năm 2021, do đưa hàng chục lao động Trung Quốc vào làm việc mà không có giấy phép lao động, công ty cổ phần phong điện Invest Đắk Đoa, số 2 đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ký quyết định xử phạt 105 triệu đồng. Về phía công ty cổ phần phong điện Invest Đắk Đoa, số 1 người đại diện pháp luật là ông Bùi Đình Xuân, tổng giám đốc. Trước đó, ngày 5 tháng 8 năm 2021, doanh nghiệp này đã phát hành lô trái phiếu trị giá 463 tỷ đồng ngày đáo hạn là 5 tháng 8 năm 2026, ngày hiệu lực hủy mã trái phiếu là 2 tháng 10 năm 2023.